Xin chào mừng toàn thể các bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio nhá. Ngày hôm nay thì em Nam lại tiếp tục lên sóng đồng hành cùng toàn thể tất cả các bác để giới thiệu những cái sản phẩm cập bến cũng như là những sản phẩm lên đường trong ngày hôm nay thôi nhá. Ngày 24/3/2023 thì em Nam vừa cập bến, đó là một cặp súp đời rất cao của nhà JBL STX818S nguyên hộp xốp. Các bác có thể nhìn thấy ở đây là thùng xốp của STX818 em Nam để ở đây. Và nội thất thì em Nam cũng đã mở ra để quay chi tiết để các bác cùng chiêm ngưỡng về hàng nguyên hộp xốp nó như thế nào, cũng như là cái giá thành nó ra sao. Thì em sẽ báo giá ở cuối clip coi nhá. Và ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay thì em Nam có nhận được tiền chuyển khoản có một vị khách hàng đã đặt cặp 722F này của em Nam và đã thanh toán tiền cho em Nam rồi. Và clip nội thất của cặp 722F USA đời đầu củ to này em Nam cũng đã tháo nội thất ra và có một clip quay riêng biệt rồi. Thì các bác có thể quay lại xem clip nội thất của những cặp 722F đời đầu củ to này các bác nhá. Ở đây thì em Nam còn những cặp 722 nguyên hộp xốp ở đây các bác nhé, rất tuyệt vời. Thì các bác có quan tâm tới những cặp 722 đẹp xinh xắn như thế này thì hãy liên hệ cho Hoàng Nam Audio. Và chủ đề chính trong ngày hôm nay thì em Nam muốn các bác chiêm ngưỡng nội thất của cặp súp STX818S nguyên hộp xốp này để các bác thấy được rằng là hàng mới nó vẫn còn xứng tầm để các bác mua sưu tập chơi độ dăm 10 năm sau nó mới thành hàng bãi. Thì các bác cũng biết rồi, những cặp này càng ngày càng ít và rất ít trên thị trường, và giá thành của em nó thì chắc chắn càng ngày sẽ càng tăng, bởi vì là những hộp xốp như thế này là đã gần như là ít xuất hiện nữa hơn rồi. Và chúng ta chơi được hàng mới như thế này thì độ dăm năm nữa thì nó sẽ thành hàng bãi, thì chúng ta bán nó không bị hao giá quá nhiều coi nhá. Đấy, nên là khi mà chúng ta mua sắm mà được những cái hàng mới như thế này thì không có lý do gì chúng ta không lựa chọn, trừ khi không có hàng mới chúng ta mới phải mua hàng bãi thôi các bác ạ. Đó, và giá thành của nó thì đang rất hợp lý để các bác sở hữu. Ở đây tiện đây thì em Nam sẽ lật củ để các bác cùng chiêm ngưỡng. Hôm trước thì em Nam cũng đã bán một cặp củ này vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đó, rất lặng luôn, cực kỳ lặng. Và đây là một trong những củ gấu nhất của JB trong dòng từ thường đó nha, 2242HPL. Đó, màng thì tím ngắt luôn, củ thì long lanh bảy màu. Đấy, các bác nhìn này. Và nhện đây, nhện thì hàng mới rồi, vàng ươm và keo sữa cơ nhá. Đây là chiếc bát thứ hai này, rất nặng. Đó, nhìn này. Đấy. Ui dồi, màng thì màng tím khoai môn, rất đẹp. Đây, em Nam sẽ lật lên các bác nhìn này. Đấy. Nhện mới vàng ươm luôn, kèo sữa các bác nhá. Và thùng vách cũng như ê căng này các bác nhá, không một chút hoen gì. Đúng là thùng vách không một vết cấn, hàng mới rồi, nguyên hộp xốp rồi, hàng tồn kho nên là đẹp long lanh xuất sắc. Vì dòng súp này nó rất nặng nên là nhà hãng đã trang bị mỗi bên hai tay quai để chúng ta đủ sức chúng ta kéo lên. Và đây là lỗ cắm này. Bên trong thì những dòng mà có những cái củ mà áp lực lớn như thế này thì mới trang bị những cái bông mút bông tiêu âm như thế này các bác nhá. Còn lại những cái dòng mà áp lực nó vừa phải thì nhà hãng không trang bị vào. Những cái dòng mà áp lực lớn như thế này người ta bắt buộc phải trang bị để làm sao giữ ấm cái thùng, mà đòi hỏi công suất phải lớn hơn. Đấy, áp lực lớn hơn
mới cho vào. Nếu mà cho vào nhiều khi là nó sẽ dẫn đến tình trạng là bị tiêu bớt mà công suất không đáp ứng được, như là 718 đây. Đấy, so với thể tích của thùng thì những cái củ như này là nhà hãng đã tính toán rất là kỹ trước khi đưa vào rồi. Đó. Đấy, nên là các bác sẽ thẩm một ca khúc trên SRX722F để gửi cho một vị khách hàng đến từ Hải Dương các nhá. Một ca khúc em đang sẽ test nhạc nhẹ thôi. Lại là một ca khúc của chị Phương Phương Thảo. Mời các bác cùng nghe một ca khúc Khi Người Lớn Cô Đơn. Sẽ test cặp 722 này để xem chất âm đời ca của bác 30 cất ra nó sẽ hay như thế nào các nhá. Thường thì chúng ta sẽ quan tâm bởi vì cái công suất nó quá lớn rồi, nên là chúng ta chỉ quan tâm đến là lời ca của những cặp 722 này cô đơn giữa nó hay như thế nào. Thật thôi là vì tôi hôm nay cô đơn mặt trời đang không hắt nắng sao.
chẳng buông lời hình như chiều tôi lên xe lôi hoay giữa thành phố không màu nhạc chính ngân lên nghe xa xinh gây ho mùi thuốc lá bay bay mùi cà phê sao đắng lạnh chạm xe dừng không ai đông đưa là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân buồn là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi rồi có những đêm mưa nặng nề cơn ca rất xưa từ đây ôm phán lên nghe thật quanh hình dạ vâng, đó là chất âm của cặp loa SRX722F để gửi cho một vị khách hàng của em Nam tới từ tỉnh Hải Dương các bác nhé. Và các bác quan tâm tới những cặp loa súp như là STX818S còn hộp xốp này thì hãy liên hệ cho Hoàng Nam Audio để sở hữu cho gia đình mình những cặp súp chất lượng cao, đời cao cấp của nhà hãng JB các bác nhá. Giá thành hiện tại em Nam đang bán những chiếc súp như thế này đó là 29 triệu một quả các bác nhá. Các bác có nhu cầu mua lẻ một quả em Nam vẫn cung cấp đầy đủ cho các bác các bác nhá. Và em Nam đang có một cặp duy nhất để phục vụ cho các bác. Thì các bác hãy nhanh tay liên hệ cho Hoàng Nam Audio để sở hữu cho mình những sản phẩm chất lượng cao mà em Nam đã review gửi tới toàn thể các bác. Và đừng quên ủng hộ em Nam những cái đợt like, đợt chia sẻ, đặc biệt là những đợt đăng ký kênh để em Nam sớm đạt những cái dấu mốc quan trọng tiếp theo. Bây giờ em Nam xin thân ái hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những clip lần sau ạ. Cảm ơn toàn thể các bác một lần nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác.